hướng dẫn anh em mình cách lắp cốp điện của CRV 2024 nha. Đấy, đầu tiên là anh em mình sẽ cắm rắc này. Đây, anh em mình cắm cái dưới này. Đây, anh em mình thay cái bát ở dưới nhưng mà không cần phải thay nha. Con này bát giữ zin này. Đấy, anh em thay đây. Đấy, tiếp nơi là anh em mình vẫn giữ zin. Đấy, cắm cái bát đây là xong. Anh em mình khoan một lỗ DJ đây nhá. DJ đây vòng này. Đấy, anh em mình cắm rắc ở hộp tổng ở đây nhá. Đấy. Tiếp theo nữa anh em mình sẽ có một cái rắc cắm đảo chuyển ở cái rắc công tắc này nhá. Đây. Đấy, xong bắt đầu là anh em mình sẽ thay cái ngàm này. Con này phải thay ngoan nhá. Đấy, đây anh em nhìn này. Đấy, thay ngàm này, cắm rắc đảo chuyển này. Đấy, đây là cái rắc của ngàm zin nhá. Anh em tháo ra cắm ở đây bộ cục điện này. Bên này thì bên này anh em mình cắm ở đây, DJ đây. Đấy, còn đây này đây. Đấy, còn đâu cục điện đây là chỉ con này toàn là cắm zin này, có điện là Orinka nhá. Đấy, rất là dễ thôi. Đấy, thì anh em mình test tất cả là ok nhá. Ok, xin chào anh em.